Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây là mà tiếp theo phần đặc tính của Chúa Kitô. Thì đây là quyển sách mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là Tại sao không theo đạo Chúa. Thì để chúng ta có một cái quan điểm cũng như có một cái sự chứng thực rõ ràng là tại sao là những người có đã từng theo đạo Thiên Chúa mà lại lên án phê bình và cho biết rằng là bọn Công giáo cũng như các linh mục Hồng Y đã lợi dụng như thế nào đối với tôn giáo của mình để làm chính trị và để thu là nhập những lợi dưỡng để phục vụ đời sống riêng tư của họ như thế nào. Đặc tính của Chúa Kitô. Bây giờ tôi muốn đề cập đến một mà câu hỏi mà tôi nghĩ phái duy lý chưa đào sâu. Đó là câu hỏi Chúa Kitô có phải là người tốt nhất, khôn ngoan nhất? Phần lớn coi như đây là một điều đương nhiên, ai cũng đồng ý, riêng tôi không đồng ý như vậy. Tôi biết tôi đồng ý với Chúa Kitô còn nhiều hơn cả một số người theo đạo Kitô thuần thành. Tôi không biết là tôi có thể theo Chúa Kitô đến tận cùng được hay không, nhưng tôi biết là tôi theo Ngài xa hơn nhiều người khác rất nhiều. Ngài nói: đừng chống cự kẻ dữ, nếu ai vả má này thì bên hữu thì hãy đưa má bên trái cho họ luôn. Đây không phải là một mà châm ngôn hay nguyên tắc mới lạ. Lão Tử và ông Phật đã dạy điều này từ 500 đến 600 năm trước đó. Nhưng đây là một nguyên tắc mà người theo đạo Kitô không theo được một mà cách thực tế. Tôi tin chắc rằng vị đương kim thủ tướng chẳng hạn là một người theo đạo Kitô rất tâm thành, nhưng tôi chẳng nên khuyên quý vị nào ở đây đến vả một cái bên má ông ta. Tôi nghĩ ông ta hiểu nguyên tắc này theo nghĩa bóng mà thôi. Có một điểm khác mà tôi coi là tuyệt. Quý vị nhớ câu Chúa Kitô nói: các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Quý vị có thể thấy nguyên tắc này không được phổ thông trong những nước theo đạo Kitô. Trong đời tôi được quen khá nhiều quan tòa chánh án theo đạo Kitô rất nghiêm chỉnh, nhưng không có vị nào thấy nghề nghiệp của họ đi ngược lại với nguyên tắc đó của Chúa Kitô cả. Chúa Kitô cũng nói: ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của người thì đừng trớ, đừng từ chối. Thế đây là một nguyên tắc rất tốt. Vị chủ tịch có nhắc nhở chúng ta hôm nay không bàn chuyện chính trị, nhưng tôi không thể không nhắc đến cuộc tổng tuyển cử và rồi đã cho thấy cái lợi của sự từ chối không cho ai mượn. Qua đó ta thấy cả hai đảng Tự Do và Bảo Thủ, hai đảng chính trị lớn nhất của nước này, gồm toàn những người không chấp nhận lời dạy của Chúa Kitô, vì họ đã quyết liệt từ chối nhau trong kỳ bầu cử đó. Và có một mà châm ngôn khác của Chúa Kitô rất có giá trị, nhưng tôi ít thấy những người bạn theo đạo Kitô của tôi hưởng ứng. Ngài nói: để được hoàn toàn, hãy bán đi của cải mà ngươi có và đem đi cho người nghèo. Đây là một châm ngôn xuất sắc, nhưng không được áp dụng nhiều. Tất cả đều là những châm ngôn tốt, dù hơi khó áp dụng. Tôi không dám nói là tôi áp dụng được, nhưng những châm ngôn này, nhưng đối với những người theo đạo Kitô nguyện vâng lời Chúa thì lại là một chuyện khác. Khuyết điểm trong lời dạy của Chúa Kitô. Dù chấp nhận giá trị xuất sắc của những châm ngôn này, tôi không thể đi xa đến mức thừa nhận Chúa Kitô qua sách Phúc Âm là khôn ngoan tột bậc hoặc tốt tột bậc. Ở đây tôi phải đặt giá trị lịch sử qua một bên. Đứng về phương diện lịch sử, chúng ta không biết chắc được là Chúa Kitô có hiện hữu hay không.
Và nếu có thì chúng ta cũng không biết gì về Ngài. Vì vậy mà tôi sẽ không bận tâm về giá trị lịch sử Nhiêu Khê này. Tôi sẽ chú trọng đến những gì về Chúa Kitô qua nội dung của sách Phúc Âm, và từ đó đã tìm thấy vài điều không được khôn ngoan lắm. Chẳng hạn như Ngài sẽ tái thế trong những vùng mây huy hoàng, và mọi người đang sống dưới thế sẽ chết hết ngày tận thế. Có rất nhiều đoạn nói về phần này. Chẳng hạn Ngài đã nói các ngươi sẽ không đến được những thành phố của Do Thái cho đến khi nào Con của Chúa Trời trở lại. Và có những người đứng dậy đứng đây sẽ không chết cho đến khi Con của Chúa Trời trở về nước của Ngài. Và nhiều chỗ trong sách Phúc Âm nói rõ ràng Ngài tin sự tái thế của Ngài sẽ đến trong thời của những người đồng thời với Ngài. Đây là sự tin tưởng của những người theo Ngài đầu tiên, và cũng là căn bản của một số những lời dạy luân lý của Ngài. Khi Ngài nói đừng nghĩ tới ngày mai và những câu tương tự, là chính vì Ngài nghĩ Ngài sẽ tái thế rất sớm. Vì vậy những sự việc bình thường có thể được bỏ qua. Trong thực tế tôi được biết nhiều người theo đạo Kitô tin tưởng ngày Chúa Kitô tái thế sẽ đến rất gần. Tôi biết một mục sư đã gây sợ hãi ghê gớm cho con chiên khi ông ta nói ngày tận thế đã đến rất gần, nhưng sau đó họ bớt sợ đi vì thấy ông trồng cây ở sau vườn. Những người theo đạo Kitô trong thời kỳ đầu tiên đã thực sự tin vào điều này, và họ quả đã không trồng cây trong vườn nhà họ vì họ chấp nhận lời Chúa Kitô dạy rằng Ngài sẽ trở lại sớm. Trong chuyện này ta thấy Chúa Kitô không khôn ngoan bằng nhiều người khác, và chắc chắn là Ngài không khôn ngoan tột bậc. Vấn đề đạo đức. Bây giờ hãy bàn về vấn đề đạo đức. Tôi nghĩ Chúa Kitô có một khuyết điểm đạo đức rất trầm trọng, đó là Ngài tin vào địa ngục. Riêng cá nhân tôi nghĩ không một người nào thật sự có tấm lòng nhân ái bao la lại tin vào sự trừng phạt vĩnh viễn. Theo sách Phúc Âm, Chúa Kitô chắc chắn là một người tin vào sự trừng phạt vĩnh viễn. Sách Phúc Âm cho thấy nhiều lần sự thù oán một cách thịnh nộ đối với những người không theo lời dạy của Chúa Kitô. Đây là một thái độ thường thấy ở những người truyền đạo, nhưng điều này đã làm giảm đi nhiều sự tốt tột bậc của Ngài. Người ta không tìm thấy thái độ này ở Socrates chẳng hạn. Đối với những người không nghe theo mình, ông vẫn chịu dịu dàng lịch sự đối với đúng tư cách một nhà hiền triết hơn là nổi cơn lôi đình phẫn nộ. Quý vị có lẽ cũng nhớ những gì Socrates đã từng nói trước khi qua đời, và những gì ông thường nói với những người không đồng ý với ông. Trong sách Phúc Âm, Chúa Kitô nói: ngươi là rắn, do rắn độc sinh ra, ngươi không thể thoát bị đày xuống địa ngục. Với những người không thích lời giảng của Ngài, thật sự là những lời không đẹp đẽ gì. Và còn những điều về địa ngục nữa, dĩ nhiên như khi nói về tội chống thánh linh, kẻ nào nói điều chống lại thánh linh thì sẽ không được tha thứ trong cõi đời này và cả đời sau. Câu nói đã tạo ra bao nhiêu là đau khổ trên thế giới, vì rất nhiều người đã tưởng tượng rằng họ đã phạm tội chống thánh linh, và họ nghĩ sẽ không được tha tội trong đời này và cả đời sau. Tôi thật sự không tin rằng một người có một lòng nhân ái tràn đầy mà lại đi gieo rắc sợ hãi và khiếp đảm như vậy trên khắp thế giới. Chúa Kitô cũng nói Con của Chúa Trời sẽ gọi các thiên thần để lùa ra khỏi nước trời tất cả những kẻ phạm tội, những kẻ vô đạo lý, và quăng họ vào lò lửa. Những kẻ này sẽ khóc lóc nghiến răng. Và Chúa Kitô tiếp tục nói thêm về những nghiến răng và những khóc lóc. Điều này được kể đi kể lại nhiều lần đến nỗi người đọc phải nghĩ có một sự thích thú khi nói về khóc lóc và nghiến răng trong sách Phúc Âm. Chứ không thì sao cứ nói mãi như vậy? Và quý vị hẳn cũng nhớ chuyện con cừu và con dê. Khi ngày tận thế đến, Chúa Kitô ra chia cừu và dê ra hai bên, và Ngài nói với những con dê: hãy đi khỏi ta, hỡi bọn đáng bị
đốt bởi ngọn lửa vô cùng. Ngài tiếp tục: và các ngươi sẽ đi vào ngọn lửa vô cùng. Rồi Ngài còn nói: nếu bàn tay ngươi phạm tội thì hãy chặt nó đi. Thà ngươi sống tàn tật còn hơn mang hai tay đi vào địa ngục. Vào ngọn lửa không bao giờ tắt, vào nơi sâu bọ không chết và lưỡi cháy mãi. Chúa Kitô lặp đi lặp lại mãi những điều này. Tôi phải nói tất cả giáo điều này, giáo điều rằng tội lỗi sẽ bị trừng phạt bởi lửa địa ngục, là một giáo điều tàn nhẫn. Đây là một giáo điều đem sự tàn nhẫn vào đời và đem cho đời bao nhiêu thế hệ bị hành hạ tàn bạo. Và Chúa Kitô, theo những gì ta phải tin từ sách Phúc Âm, phải chịu trách nhiệm một phần của sự tàn nhẫn này. Còn những chuyện ít quan trọng khác, chẳng hạn như chuyện con heo Gadaren, thật là thiếu lòng bác ái khi đặt ma quỷ vào trong bầy heo và bắt cả bầy heo ở trên dốc núi nhảy xuống biển chìm chết. Hãy nhớ, Chúa Kitô là đấng toàn năng. Thay vì đuổi ma quỷ một cách giản dị thì Ngài lại đặt chúng nó vào trong những con heo. Xong còn chuyện lạ lùng về cây sung mà tôi luôn luôn thắc mắc. Quý vị còn nhớ chuyện cây sung, Ngài đói bụng và thấy ở đằng xa một cây sung xanh lá. Ngài sung sướng đi đến với hy vọng có vài trái sung để ăn. Nhưng khi đến gần thì chỉ thấy có lá, vì chưa đến mùa sung mọc trái. Và Giê-xu nổi giận nói với cây sung: sẽ không bao giờ có người nào ăn trái cây của ngươi nữa. Và thánh Phê-rô nói với Ngài: thầy ơi, hãy nhìn cây sung bị thầy nguyền rủa đang tàn héo. Câu chuyện này quá là lạ lùng, vì không ai lại đi trách một cây sung chưa đến mùa mà không mọc trái. Riêng tôi thấy trong cả hai lĩnh vực khôn ngoan và đạo đức, Chúa Kitô không thể đứng ngang hàng với những vĩ nhân khác của lịch sử. Tôi cho Phật và Sócrates đứng cao hơn Ngài trong hai lĩnh vực này. Yếu tố xúc cảm. Như tôi đã nói trước đây, tôi không nghĩ lý do thật sự làm cho người ta theo tôn giáo đến từ sự lý luận. Người ta theo cùng mà theo vì xúc cảm. Thiên hạ thường nói tấn công. Tôn giáo là một điều rất sai lầm, vì tôn giáo làm cho con người được đạo hạnh. Đó là thiên hạ nói như vậy, nhưng tôi đã không thấy như vậy. Dĩ nhiên quý vị biết chuyện duyệt lại Aaron, một chuyện bắt chước chuyện trong tác phẩm của Samuel Butler. Quý vị còn nhớ trong chuyện Aaron, một chàng hít đi đến một nước xa lạ. Sau khi ở đó một thời gian, chàng hít trốn khỏi nước đó bằng một quả khinh khí cầu. 20 năm sau, chàng ta trở lại đất nước đó và thấy một tôn giáo mới lạ. Mọi người đều sùng kính chàng dưới tên Mặt Trời Con, và mọi người tin là chàng đã thăng lên thiên đàng. Hít thấy lễ thăng thiên đang được tổ chức và nghe hai giáo sư Biệp Henke và Bộm Banki nói với nhau là họ chưa bao giờ thấy chàng và hy vọng là sẽ chẳng bao giờ phải thấy chàng. Nhưng họ lại là những thượng sư của đạo Mặt Trời Con. Rất bất mãn, chàng hít đến gặp hai ông thượng sư và nói: tôi sẽ vạch trần tất cả sự liếu láo này và nói cho toàn dân Hebron biết rằng đó chỉ là tôi, chàng hít, và tôi đã bay lên trời bằng quả khinh khí cầu. Chàng được trả lời: ông không nên làm như vậy, vì tất cả đạo lý của nước này đều nằm trên huyền thoại đó, và nếu dân chúng biết ông không có thăng thiên, họ sẽ trở nên hư hỏng. Chàng hít thấy cũng có lý và đã bỏ đi một cách lặng lẽ. Tất cả ý đồ là ở đó, là tất cả chúng ta đều trở nên hư hỏng nếu không tin theo đạo Kitô. Theo tôi, hình như những người theo đạo này phần đông là hư hỏng. Quý vị có thấy sự kiện lạ lùng rằng trong những thời kỳ mà tôn giáo càng mạnh và tín điều càng thâm sâu thì sự tàn bạo càng ghê gớm và đời sống càng tệ hại trong thời kỳ gọi là thời kỳ của đức tin. Khi thiên hạ thực sự tin toàn vẹn vào đạo Kitô, đã có tòa án dị giáo nhân danh tôn giáo để hành hạ, đã có hàng triệu người đàn bà bất hạnh bị đốt vì bị coi là ma quỷ. Và đó có đủ loại người bị đày đọa bởi vô vàn phương cách tàn ác. Nhìn vào lịch sử thế giới, quý vị sẽ thấy
mỗi một mà biến tiến bộ trong tình người, mỗi một cải thiện trong luật pháp, mỗi một bước tiến để đẩy lùi chiến tranh, mỗi một bước tiến để nhân ái hơn và người da màu, mỗi một giảm thiểu của chính sách nô lệ, mỗi một tiến bộ luân lý trên thế giới đều bị các giáo hội chống đối kịch liệt. Tôi nói một cách quả quyết rằng chính đạo Kitô theo cách các giáo hội tổ chức hiện nay đã và vẫn còn là kẻ thù chính của chúng, của những tiến bộ luân lý trên thế giới. Giáo hội đã làm chậm bước tiến bộ. Quý vị có thể nghĩ tôi đã đi quá xa khi nói rằng các giáo hội vẫn còn chống tiến bộ. Tôi không đi quá xa đâu. Hãy lấy một thí dụ, xin chịu khó nghe thí dụ này. Đây là một chuyện không thích thú gì, nhưng giáo hội buộc chúng ta phải đề cập đến những chuyện không thích thú. Giả dụ ngày nay có một cô gái ngây thơ cưới phải một người chồng bị bệnh giang mai. Trong trường hợp này, giáo hội Thiên Chúa giáo sẽ nói đây là một lời nguyện bất khả phân ly, người phải sống chung với nhau hoặc ở độc thân. Và nếu sống chung với nhau, người không được dùng thuốc ngừa thai để tránh đẻ con bị lây bệnh giang mai. Không một người nào chưa bị giáo điều làm méo mó thiên tính, hoặc không có một người nào còn chút thiện lương trước mọi khổ đau. Có thể coi giáo hội là đúng, là thích đáng và tiếp tục những quyết định như vậy trong đời sống. Đó chỉ là một thí dụ. Có rất nhiều cách thức khác mà giáo hội hiện nay nhân danh luân lý của giáo hội đang bắt đủ mọi hạng người chịu đựng những cái sự đau khổ không đáng và không cần. Và dĩ nhiên, như ta đã biết, đa số trong giáo hội vẫn còn chống lại những tiến bộ, những cải thiện nhân sinh làm cho loài người bớt khổ. Bởi vì giáo hội đã đội mũ luân lý cho một số điều lệ sống chặt hẹp, chẳng dính dáng gì đến hạnh phúc của con người. Và khi ta đưa ra một luận điệu, một điều nào đó giúp cho hạnh phúc con người, thì giáo hội sẽ nghĩ rằng điều này hoàn toàn sai lạc. Hạnh phúc con người không dính gì tới luân lý. Mục đích của luân lý không phải là làm cho con người được sung sướng. Sợ hãi là nền móng của tôn giáo. Theo tôi, tôn giáo đặt nền móng nhiều và chính trên sự sợ hãi. Một phần đến từ sự kinh sợ cõi vô thức, và một phần, như tôi đã nói, đến từ lòng mơ ước và có một người anh lớn đứng cạnh che chở trong những lúc rối rắm bất hòa. Sự sợ hãi là nguồn gốc của tất cả sự sợ huyền bí, sợ thất bại, sợ chết. Sợ hãi sinh ra tàn bạo. Chẳng vậy mà tôn giáo và sự tàn bạo đi đôi với nhau, chỉ vì sợ hãi là nguồn gốc của tàn bạo và tôn giáo. Ngày nay ta có thể bắt đầu hiểu được một mà ít về thế giới ở chung quanh. Nhờ khoa học, ta có thể dùng tí kiến thức có thể điều hành thế giới. Khoa học đã tiến từng bước đẩy lui Kitô giáo, đẩy lui giáo hội và đẩy lui những gì chống lại sự khôn ngoan cổ truyền. Khoa học có thể giúp mà chúng ta vượt qua sự sợ hãi hèn nhát mà nhân loại đã phải chịu đựng qua nhiều thế hệ khoa học, và tôi nghĩ chính tấm lòng của chúng ta đủ để giúp cho chúng ta thôi đi tìm những ám trợ tưởng tượng, thôi bày đặt ra những đồng bạn từ trên trời. Trái lại sẽ giúp chúng ta nhìn vào năng lực chính mình trong đời sống để tạo một thế giới tốt đẹp, thay vì mơ về một thế giới mà các giáo hội đã bày ra từ mấy trăm năm nay. Làm gì? Chúng ta muốn đứng vững trên hai chân, nhìn thẳng vào đời với cái tốt cái xấu, điều hay điều dở trong tất cả thực tế chân như của nó mà không lấy làm sợ hãi. Chinh phục thế giới bằng trí tuệ chứ không chịu quỷ lị làm nô lệ cho sự sợ hãi. Toàn khái niệm về Thượng Đế đến từ chủ nghĩa chuyên chế của Đông Dương. Đây là một khái niệm không xứng đáng với con người tự do. Khi quý vị nghe những con chiên trong nhà thờ tự hạ mình xuống nhận là kẻ có tội đớn hèn và vân vân, quý vị có thấy đây quả là đáng khinh và không xứng đáng.
với một con người có nhân phẩm, biết tự trọng. Chúng ta phải đứng dậy và nhìn thẳng vào cuộc đời. Chúng ta phải hết sức xây đắp cho thế giới này. Nếu không được kết quả như mong muốn, thì ít nhất thế giới này cũng còn tốt đẹp hơn những gì họ đã làm qua bao thế hệ cũ. Một thế giới tốt đẹp cần kiến thức, tình thương và sự can đảm. Nó không cần một sự khao khát tiếc nuối quá khứ hoặc một trói buộc của trí tuệ bằng những ngôn từ của những người ngu dốt xa xưa. Thế giới ngày nay cần một nhân sinh quan vô úy và một trí tuệ khai phóng. Thế giới này cần hy vọng cho tương lai, không nhìn lui mãi về một quá khứ đã chết mà chúng ta tin chắc là thua hẳn cái tương lai do trí huệ chúng ta xây dựng nên. Phóng dịch từ We I am not the just ten, Simon Twitter 1957. Thôi mình làm ngắn thôi. Thì cái phần này thì tác giả đã thể hiện được cái sự cứng rắn bản lĩnh của chính mình. Phải đứng bằng hai đôi chân của mình, bằng đôi chân của mình, và nhìn thẳng vào đời sống để có một cái lý trí để giải quyết mọi vấn đề, chứ không phải nương tựa vào thần linh, nương tựa vào Chúa Kitô, không phải nương vào Maria, không phải nương vào, không cần phải cầu khẩn một điều gì cả. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự việc ở đời mà giải quyết cho ngay thẳng, và sống đúng hiến pháp và pháp luật của nhà nước hiện tại đó, thì chúng ta không bao giờ phải bị xa lầy, xa hầm, xa hố. Và chúng ta phải học các cái kỹ nghệ để chúng ta kinh doanh tốt hơn. Để chúng ta làm nghèo thì do chúng ta không biết kinh doanh, không biết làm ăn và làm biếng. Và sự hưng thịnh, giàu có chúng ta làm xiên và với nỗ lực, cộng thêm cái sự mà hiểu biết về vấn đề luật pháp, cũng như cái sự mong muốn của tất cả mọi người đang cần và đang thiếu cái gì, chúng ta cũng ứng cái đó, thì đời sống chúng ta sẽ có một cái thu nhập tốt và làm việc tốt, hăng say hơn. Bỏ những chuyện thần linh, rồi ảo tưởng, mơ màng về một thế giới nào đó bên kia xa lạ mà chúng ta chưa bao giờ biết tới. Đó là những cái mà tác giả đã muốn trình bày cho chúng ta hiểu rằng theo đạo Kitô chẳng có ích lợi gì, chẳng giải quyết được gì trong con người của chúng ta cả. Mà mọi sự việc trên đời này, khi chúng ta có mặt trên đời này thì chúng ta phải chấp nhận nó và làm việc đúng đắn theo cái văn minh của xã hội thời đại hiện tại, và chấp nhận những gì trong xã hội đang có, chứ không thể nào ảo tưởng, mơ tưởng về một cái thần linh, một cái văn hóa xa xưa, chúng ta cái ảo tưởng về nó rồi để chúng ta là không kịp tiến hóa theo xã hội, không nắm bắt được những cái văn hóa của hiện tại của xã hội, mà chúng ta sẽ đau khổ, và khi chúng ta nói thì sẽ bị lạc hậu và nó sẽ gây sự phản cảm đối với những người nghe. Giống như ở trong clip mình đã đưa lên, có những con chiên đã đưa vào nói rằng thì những nhà khoa học càng phát triển thì đạo Chúa càng vinh quang, cho rằng những nhà khoa học đã dẫn chứng ra những cái gì nhà khoa học mà đã thể hiện đó là đúng như tinh thần của Chúa Giêsu, Chúa Trời đã nói cách đây ngàn năm chẳng hạn, vậy 2000 năm chẳng hạn, thì đó là những cái cách của họ để mà họ nói thôi, chứ thật sự ra họ chưa bao giờ đọc Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký. Trời tròn đất vuông, rồi ở trên trời thì bằng đồng thau, đất thì nó dẹt giống như cái dĩa, rồi trái đất thì đứng yên, mặt trời thì quay quanh trái đất, rồi những nhà khoa học mà đã chứng minh ngược lại thì đem lên giàn hỏa thiêu, giáo hội đã đưa ra, rồi khi mà mình nói dẫn chứng ra những Kinh Thánh đã nói ngược với lại khoa học
thì họ nói rằng là đó là giáo hội làm chứ không phải là Chúa làm. Xin thưa Chúa, những người giáo hoàng, những cái lập tòa án dị giáo, đó là những người đại diện Chúa dưới trần. Họ tự xưng mà Chúa dưới trần, thì Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Chúa gì đó đại diện Chúa dưới trần cũng là bọn một bọn với nhau. Nhưng mà họ không biết rằng đạo Chúa, đạo Kitô là do hoàng đế Constantine đã lập nên, đã tự sáng chế lên để làm chính trị, để cai trị dân ngu đó, chứ không phải là họ nó có Chúa thật. Giêsu có thật là một tên, giống như là một tên trẻ trâu vậy đó. Thì 33 tuổi chết mà, thì không phải trẻ trâu là cái gì, thì bốc đồng với lại những cái giáo phái khác. Tới đền thờ Nazareth đã đập phá đền thờ, cho nên là bị bắt treo đóng đinh. Đấy là hết đời thôi, 30, 33 tuổi, 35 tuổi thì gì đó, thì hết đời thôi. Nhưng mà ngược lại, ông hoàng đế Constantine ổng mấy là dạch lại, ông mới dạch lại à, ông muốn làm chính trị, ông muốn cai quản dân dân, bắt buộc phải dựa vào tôn giáo à. Bắt đầu từ đó Kinh Thánh mới ra đời, bắt các những người này viết một ít, người kia viết một ít, rồi sưu tập một ít, rồi hư cấu một ít, rồi thành ra bộ Kinh Thánh là gọi là Cựu Ước. Cựu Ước là gì? Cựu Ước là những cái mong mỏi, những ước muốn của những cái người Do Thái ngày xưa khi muốn trở về quê hương. Mà đó là một phần nhỏ thôi, đó là cái nghĩa nhỏ thôi, chứ cái nghĩa rộng lớn của nó là những cái lời mặc khải dạy của Chúa Trời dạy cho Phêrô chẳng hạn, gì dạy về Mắc-thiêu chẳng hạn, dạy về cho Lu-cơ chẳng hạn, ví dụ vậy đó. Thì đó là những cái mà mình đưa lên đây để làm chi, để cho quý vị phải tìm hiểu thật sâu về Kinh Thánh, phải đọc Kinh Thánh đi, hãy mở Kinh Thánh ra đọc từ Sáng Thế Ký cho đến những cái bộ sách những cái bộ kinh đó mà dân Israel rồi đó, trong cái Ga rồi đó, Lu-cơ rồi, những cái thành phần mà 12 tông đồ, hoặc là sách nói về Kinh Thánh, bài gì nói về du hành, giống như du hành vậy đó, kể về những chuyện đó rất là bịp bợm, rất là thối tha. Rồi xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, để cái clip sau mình sẽ làm cho nó gọn gọn lại, ít lại để cho quý vị đỡ chán. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn clip sau nha.